Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog. Rồi, người xanh đi mà. Đã quá. Thì đèn này hầu như dứt nách cái đó vậy. Mấy anh em mình hôm nay tiễn được tầm 5 cái ốc bươu đen nha các bạn. Sao cái gì có lớp lớp không đúng không? Đèn cái đây cái lớp lớp hột như các đồ nướng với đồ ốc xào đồ chế biến các thứ. Anh em mình làm xiên băm đít ra ăn nấu cho thấm. Hôm nay thì anh em mình sẽ làm một món ốc bươu theo kiểu anh em mình hay làm dân quê các bạn ơi, ốc bươu xào lá lốp, một món ăn rất là lâu rồi và lúc nào cũng ngon. Ốc xào lá lốp. Ốc bươu đây em có thêm lựa ốc nhỏ, không có lấy ốc bự. Nhỏ này ngon hơn bự không? Bự nước ruột không à? Bự là cái dạng mình nó già đấy. Mình mua ốc bươu đây mình định làm món ốc gắt bếp. Nhưng mà không phải ốc gắt bếp bằng ốc bươu các bạn ơi, mà là ốc gắt bếp bằng ốc lát nha. 4 tháng là nó mới lấy ra ăn nó ngon. Còn ốc bươu mình nghĩ chắc để nó thúi á. Mình cứ thấy trên TikTok mà mình không để ý, ai ngờ anh em kia không phải. Ốc lát à. Nên hôm nay anh em mình lấy mình làm món luôn nha. Thôi rồi con ốc lát nó sống dài quá đây. Rồi sao sống dài. Mà sao con ốc ấy không được chủng ra, còn bắt nó ngoài tự nhiên được à? Không, chắc là nuôi á. Wow. Mình nghĩ vô ở đây nuôi nữa. Hình như ốc lát ra ngoài châu nhiều đấy. Ốc lá quê mình đó bạn, cái ngón tay vậy mà. Nó giống con này. Chỉ có một cái vùng nó làm lát thôi ở quê ngoài đó. Ấy 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 ấy. Quá thông minh. Bự điên, 50 điên. Ở con ốc ở dưới cái đám lát. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Chính xác. Con ốc bươu đen nó ở đâu? Ốc bươu đen nó ở dưới bèo, ở bèo đen ấy. Ốc bươu đen ở bên nước Mỹ. Ở bèo là mình gọi là ốc lát ở dưới nhà còn có quyền đám lát ở dưới. Thôi ở trên đây cũng có thằng chỗ lát. Anh em mình chơi gì cũng có trò chơi xí cho vui nha các bạn. Đó. Rồi, vòng quay đã xong anh em ơi, xuống hàng sẵn sàng. Con này là mà mấy cái ốc đập. Đúng ạ. Bự đi. Hả? Nhanh lên là. Ok ok. Có luôn. Đã như đây. Ráo nước nha anh em ơi. Wow. Đang phi sở hành tỏi nha. Đó nha các bạn. Ồ, ốc bươu đang đã. Để hôm cách đây khoảng 15 20 năm ở quê mình ốc bươu đang nhiều lắm anh em. Ao ở đây nè. Ờ, lúc nhỏ anh em mình chúa bắt ốc bươu đen. Được chưa Vũ ơi? Ốc vô. Ờ, bê vui rồi. Món này nó cái cây ăn nó ngon. Bực nêm. Nêm nha. Ốc đây rộng cũng sạch lắm rồi nè. Anh Hai nhớ ở trên đây có bác Hai là trước làm nhà trò mình không? Mắm. Mắm. Ốc Hai là điện. Ờ. Ở trước ăn ốc. Mấy người biết kêu ốc đây cây. Cây sưng miệng. Đường nha bà. Ăn cũng được. Siêu ngọt nha. Gỡ bọn luôn là tiêu. Thịt luôn. Ở đây là ớt bột tím á. Ớt tím thôi. Ở đây cày nha. Ôi trời 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 trời. Rồi 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 rồi. Không một tí thạm của trời nha. Chín nha bạn, giờ cho lá lốt vô nè, lá lốt vô nó bè cái mùi khác liền, thơm quá thơm, thêm mùi thơm, lá thơm lại càng thơm, lá lốt bỏ cái máy
không? Nó chịu cái đầu xào. Xào dưới. Rồi anh em ơi. Nước đây. Bốn bên. Trời ơi, piêu thơm dữ trời. Hôm nay mấy anh em mình sẽ set up. Không không. Một cái trò chơi nha các bạn ơi. Anh em hãy bỏ mùi lá lốt thơm ngào ngạt nha. À, ngọc biêu tốt chứ. Bình thường mà. Ủa đồ đồng anh hai vẫn được ta. Có con được mà. Không, ốc biêu đang nuôi ở biển mà. Con cuối cùng, con số 1. Mời các bạn vào vị trí như nào các bạn ơi. Xích nón kỳ diệu. Hôm nay anh em mình sẽ có trò chơi vừa ẩm thực mà vừa giải trí một chút cho vui nha các bạn ơi. Dạ được chơi Hiển ơi. Cho anh em nhìn con ốc trước khi vào trò chơi. Đây là một con nè. Đây là hai con nè. Ba nè. Bốn nè. Năm. Và đây là coi như là không có con nào. Hôm nay anh em hãy sử dụng cái vòng quay đây, anh em quay ăn hết cái chả ốc này. Ai là người có nhiều số giỏ nhất là người chiến thắng ngày hôm nay thôi. Và ngày hôm nay thì anh em mình anh sẽ cho gà ăn đêm mà. Không, hôm nay mình chơi vui mà. Ăn rồi về nghỉ thôi mà. Bắp túi ra đi. Chơi vui. Anh có tiền túi hay chỗ cái chập này. Là cái con cò nha các bạn. Khi anh em quay một vòng, ví dụ như anh em quay tới nay, Hằng Thanh là người quay tới này, thì Hằng Thanh nó sẽ là cái ô một con ốc này. Và anh Hải, Vũ, Toàn thì cứ tính theo chiều thuận kim đồng hồ. Anh em hiểu không? Còn thí dụ ai quay thì tính ngay về đấy con cò này thôi. Con cò phía trang phải không? Đó, con cò ngay cái găng của con cò đây. Đó, hôm nay thì anh em cũng review món ốc ngon cỡ nào thôi. Bây giờ Hằng Thanh lâu lâu vô chơi, cho Hằng Thanh quay đầu tiên đây Thanh ơi. Ủa, ai nhiều hết nhất tháng hả? Ai nhiều giỏ ốc nhất tháng. Anh nào mà ăn nuốt giỏ ốc thì ráng chịu nha. Okay. Nhớ nhả là cái giỏ. Nuốt giỏ luôn đâu. Mời. Quay nhanh em. Rồi quá nhẹ rồi. Mình có 5 con rồi trời ơi. Hổ hết 10 điểm 100 điểm. Hổ hết. Em một con, anh em con. Bảo đảm giờ qua đây mà. Anh Hải đúng là cây hài nhân dân hay có tim heo à. Dễ đau mà Thanh không, một con anh em con rồi. 5 con rồi anh Hải ơi. Rồi em vô sẽ không con rồi. Em một con anh em con. Không. Không, tôi tông rồi em coi anh hai số đỏ. Không có. Đây này, thái này chuẩn bị. Anh em giữa tay lên nào. Chuẩn bị im chạm chạm móc móc một nè, anh chạm móc anh em nha. Chuẩn bị im chạm móc một. Qua luôn móc một cái đây. Dừng! Đừng có la, đừng có la. Anh hai một con à? À, tôi năm con. Trời ơi, con rồi. Bình tĩnh, năm con gì đâu. Giữa tay lên các bạn ơi. Tôi năm con mà. Chưa. Rồi. Chưa. Tôi năm con. Dừng lại cuộc chơi. Sao trả vậy trời? Tôi đang trả. Trời. Trả rồi. Hết trời. Sức rồi, hết sức rồi. Xong con trời ơi. Rồi. Thanh, hai con, anh Hải. Một. Vậy mà. Tôi biết nêm một rồi, nó nêm một rồi mà. Ủa, đúng rồi kia. Tôi bốn con. Còn không con. Còn đây không con nào. Qua bên kia em nêm con trả lại trời. Đây trả lại liêu chú. Hai con nha anh em. Mời anh em nha. Mở nhà. Bút miếng nước hấp ra. Trời ơi, mình năm con mình tranh thủ mình ăn trước nha. Ôi, ủa, sao mình cũng mời anh em luôn nha. Lên miếng nước. Dạ. Nước hấp cho nó thấm vô cái nước nha. Hồi nha. Mà anh em nước, nước, nước ngọt mà hẳn ít ca. Tôi là đỉnh con đó chứ. Vô thơm. Ốc ngọt. Con còn hoài luôn á. Mời anh em nha. Mời anh em luôn nha. Còn ăn con nào? Mình làm con trước nha nè. Con lời à. Trời ơi, hấp biêu ngon mà con nào trời ơi. Vì sao nếu mà cũng được một con anh em. Không nước nha lên. Đủ vị ngon. Mà từ đây tới cuối trận mà tôi cứ khăm con là không phải thưởng tôi 5 triệu nha. Dạ đuôi à. Quá hả? Đỡ. Gió này nè. Cái đầu nó dai nha. Nó qua số 3 cái gió thổi lại trả lại. Ốc ốc yêu nhỏ nhỏ vậy ăn ngon hơn ốc yêu lớn. Nhưng mà cũng chưa thấm lắm. Đúng không? Coi chừng anh em bỏ vỏ lộn lộn theo là đáng chịu nha. Okay. Không, con ốc đây ăn cái đít nó ngâm kỹ sao? Ăn đít nó có lên mùi bùng hay gì được. Ngon. Ốc ở biển mà ngọt, rất là ngọt. Ở biển sao có bùng được? Ông ở dưới lát. Ở dưới lát. Ở dưới đâm lát. Ở dưới bèo. À dưới bèo.
Ồ, vũ 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 sao hưởng vũ vào đây gốm sao hưởng nạn cứu luôn chắc rồi trời 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 chắc vũ thính chắc đeo nửa cái đầu đó em cái đầu hôm nay anh em mình nâng số lượng gấp hai lên nâng cho đã tám đưa trọng hai con không con gấp hai bốn con hai con mười con 10 con. Đấy, quá gì vậy? Ai sẽ là người vô 10 đây? Đây là 6 con này. Ô này là 8 con này. Ô này là vẫn không con nha. 10 con. 10 con. Anh Hải là người cầm cờ trận này. Thôi, giờ mình quyết định số name. Số 1 đi. Không quyết định số name. Số name rồi đây cô chung chú chỉ con ha. Mũi tên vô đây của chú. Ha. Đủ vô. Mời name. Số name ai kêu không anh Hải? Qua. Nó chỉ 4 điểm vàng mà em chứ đâu có cái 1 vàng đâu mà. Ở đây này cái. Giờ số mấy số mấy? Mình là trong số này mà nó được không hả ai biết một hoặc hai không trong số này mà rồi trong số này trong số này bốn số này mà đừng nói là số không đó 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 đừng nói số không đó 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 rồi ôi rồi số này là của em nhau từ từ quá rồi từ từ đi em ăn đây quan Hải đúng không đúng không số này loại số này đỏ ai qua đây Vũ ôi mấy con mười hả bốn con tám con đây có con còn đây trọng gà hai con số 10 của mình nha số 10 tôi vẫn chơi nha hồi nãy tôi ba con bây giờ tôi 10 con nha tám với năm mới chơi vũ trò chơi nè vũ chắc lụm chắc rồi 13 con rồi chưa chắc 13 rồi một con chưa anh chưa đâu nhân cấp số 3 rồi chỉ cần nhích một chút xíu nữa thôi nha số nem ôi đó anh em ơi không gì số nem được quá ngon hít vô nhó bốc miếng nước á, bốc miếng nước hấp chưa? Ồ. Đã. Hấp nước nè. Ăn một miếng xong rồi cái hấp cái nước nữa. Rồi. Ngon. Ngon. Ăn xong hết trận ốc là cái miệng nó dính lên rồi. Không, cũng ít cay. Chưa. Chưa cay. Chưa đủ độ cay cho em. Hồi nãy bỏ ra ớt cay nhất thế giới rồi. Ồ, cho nó máu. Ớt bột nhiều miếng ớt cay. Mình vừa lấy mình vừa bỏ luôn. Không. Bỏ này không mày vậy? Mà ốc cỡ đây nó té rồi. Coi nè, mở đây nha. Thảm bại nước ngọt anh em tê sao chưa nhiến được trời anh em uống rượu ông làm đi thưởng thức vô đỏ quá nước ngọt anh em vậy vũ số hưởng cái sao em dưới không có ngon anh em ơi thử vô chỗ nào là biết mà để quên đấu gà qua ngầu bên đây à anh nói rầu anh ừ. Vũ thắng anh không chịu hả không chịu không tại vì ngầu bên đây là cái số đó nó hay về lép số nó hay về kèm vô xả dưa lá lốt cái nhà này cuối cùng anh có một rồi lá lốt thơm kìa gì xào với lá lốt ấp và ấp với lá lốt là gì trái đồng đúng con ốc khủng túi hả túi là bỏ vỏ không tính vỏ rồi dạ miếng vỏ nha sao chơi thôi cũng chơi là không chơi đâu nó bị thúi mà ở đâu trời ngon quá chúng ta còn chơi nữa đó ngon không ốc béo không hấp nước à. Đang ăn mò cái hư miệng. Hư mất cái mỏ rồi. Em đúng còn hư mỏ luôn. Đó không? Anh hai tội anh hai với ta. Toàn sáu con ấy. Đù. Trời ơi. Trò chơi vẫn mới bắt đầu thôi các bạn ơi. Chỗ đang nhân đầu 13 đó. Nhân hệ số 3 đi anh em ơi. Vòng nhân hệ số 3. Cán cờ do Vũ quyết định đi. Mời Vũ. Sao quay tay trái con? Vũ chơi tay trái. Vũ là muốn. Ôi trời ơi. Vũ số 3 là mình số này mà ta. Mình 15 con, Vũ số đỏ mình 15. Ờ. Sao được chứ? Vũ số đỏ là bên kia. Tuy Vũ quay tay trái nhưng vẫn tính theo chiều thuận kim đồng hồ nha anh em. Cái Vũ số đỏ. Gió đang nổi lên chắc ai. Tay trái quay tay trái mà nó vẫn chạy bên này mà. Không nó sao không được á, biển sao. Em nào cũng được mà nó chạy được rồi. Tính theo giờ này mà. Trời ơi, Vũ đỏ đi trời ơi, đỏ tay đi, đỏ, đỏ, đỏ. Vũ mà không đỏ nữa thì ai đỏ nữa? Đó trời ơi. Số 5 thôi. Đó. Trời ơi, lượm. Chưa. Đứng đầu. Chạy đi. Đứng đầu. Chạy nữa. Không có gì đâu. Quay lại dừng lại. Mình sẽ đi. Mình tới anh em ơi. Sao 15 con chú. Anh hai đây nè. Này là có Vũ nè. Anh đây nè. Ừ bên đó. Để quay. Vũ nè. Tính kim đây. Không. Đẹp nè. Còn này là hai nè. Sao lại con đâu vậy? Sao người mà xéo ô mà có đâu mà.
Mừng anh mừng. Nè anh tưởng cái này hả? Tưởng đâu đây? Tưởng này vũ đỏ là phải bên này không? Nếu mà vũ qua số 4 là anh hai mới được số 5. Không nào. Vũ số 4 là anh hai số 5. Ôi mời đen. Đen đồ. Vô đứng đổ trời. Ai thì đứng là bằng tính là chiều tuần. Con vô số 5 là toàn đen rồi. Ô rồi. Hồi nãy là tôi đang nhắn đầu á, đây của tôi nha, tôi tính ăn liên tục luôn á. Bỏ sao cứ chạy vô số đổ tài. Một lần đầu tiên mà nó 4 em rồi mà sao mà. Rồi mời anh em nha, quá không? Trời 15 con vừa qua được không trời. Rồi mời anh em, toàn không có ví rồi đó. Trời ơi. Toàn trại không có ví hết á. Quay sao đi. Mời anh em nha. Toàn trại không có ví luôn, ổ ốc ngon ghê lắm. Thơm. Công nhận lá lớp, hò nguyện với ốc, ngọt và giòn sực sực. Anh hai cầm thấy kè chút nữa ngon xem nữa được. Đây là bỏ bỏ ốc vô đây, có gì gọi là nước đi. Ôi. Đây là ốc nó giòn giòn ăn đã mà. Sướng trước khẩu xèo này. Rồi, bữa nay em nha, khẩu xèo nước luôn. Wow. Quá sướng. Giòn giòn kinh chất. Ngon quá đi mà không nữa. Ăn đậu sực sực đã. Bây giờ quá phê, đậu giòn 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 giòn. Vậy mà tôi trong chi. Chết rồi. Trong chi vô số đổ chú. Sao mấy số vô nó dư một ô anh à. Kèm một cái ô nhỏ rồi các bạn này. Chết rồi đừng để hàng đó thấy nha. Chết luôn à. Hàng anh hai cắt kèo riêng đúng không? Hai tháng cũng được mà đừng để toàn cái trèm tháng hơn. Hai đứa đó thấy má nhặn ra chắc mua nước nợ luôn á. Xóa ơi. Thằng này mà toàn hàng trèm tháng là anh hai mua nước nợ. Ai biết kèo thêm ở ngoài chị. Anh nghi một câu mà theo em thì sống mà chống em thì là xem hôm nay. Yên tâm đi chú. Nói gì đâu. Dạ, con đang 13 con cố quyền tháng. Đúng không? Cố quyền tháng. Chú chuẩn bị toàn đen quay cái em cần vô cho 4 không? 3 4 không? Nhưng mà ai tháng cũng được nhưng mà anh hai không tháng được. Miếng giang thanh đàn thằng Vũ tháng cũng được. Đó mà em. Chết chú chắc mai tháng mới có 4 con. Đi đâu cái cáp hệ đây vô 20 con sao? 20 con ơi. Cũng còn được tháng. Ờ đúng rồi. Chưa nói được điều gì. Rồi. Chưa nói điều gì hết. Chưa nói là điều gì đâu. Nhưng mà ở trên băng xuống là lệnh là thôi con tháng hầu. Rồi xong lên em. Vũ thấy nhà đang tâm. Ừ, con cuối cùng luôn em. Để hai đứa bên Trung Quốc. Bây giờ anh em mình sẽ nâng lên hệ số 4. Anh em mình đủ số ốc trong một dòng này đó thôi. Chẳng lẽ là hệ số 4, 16 con. 4 con. Ai cũng có quyền chiến thắng thằng này. Vũ. Con trộm vô đây. Con đen quay mà. 8 con. Bỏ với con vô đây. 8. Chỉ có vô con để 20 con thôi. Vừa đủ luôn. Đủ không? Đủ. 12 con. Vừa đủ mà. 12. Vừa đủ luôn. Quá đẹp. Chỉ còn mấy ốc này thôi. Trời cái này không đủ thêm dòng nữa. Đánh. Anh em mình vừa ấm thức mình vui vui à. Các bác. Không nhưng mà ở trên phát lệnh xuống là vũ đen. Anh nói với em á, thằng toàn chiến này á mà nó không vô mèo đỏ số 1 tao mắc cho tao mắc luôn. Sao lâu nữa? Anh đang ngồi bà đàn em ngồi vừa nha anh. Sao lâu hút nữa? Quay. Từ đoàn mình đánh đoàn. Mình đánh đoàn. Góp á. Và tối nay 20 con đúng không? 20 con. Đường nào cũng nèm chứ. Tôi quyền trở kẹp bất cứ lúc nào mà. 1 con. 8 con. 8 con. 8 con. 12 con. 16 con. Anh em hãy bình tĩnh cái số ốc nha. Ăn xong mình đếm giỏ nha các bạn. Ai mà không giữ được số giỏ người ta lấy trộm ráng chịu nha. Cái đấy là hình xui tôi không biết nha. Chúng ta là hả? Lại đổ vụ. Dám nào. Hồi nãy cái móc ngay chỗ nào anh em ơi? Đó. Rồi ok. Còn đang đừng có rời vô cái vòng quay gì của em nữa nha. Còn đang là người cầm cờ trận này. Sao các bạn nói cái chuyện gì vậy? Anh xe chân rời đừng có đụng gì cái chân quay. Từ đấy nó chẹo sao giờ biết đâu chẹo thôi. Rồi chưa? Chị ơi. Rồi. 1 bằng 2 bắt đầu. Toàn mèo đỏ đâu thanh ơi. Đó. Toàn mèo đỏ. Có đâu. Anh bảo đảm em luôn. Hay à. Ok. Anh hay hay. Để em coi. Anh hay kỹ năng anh hay à. Nhấp tay cái biết màu gì rồi. Toàn mèo đỏ không thôi là cái mèo tím số 1 quá chứ em chạy được nào không? Đó. Mèo tím mộng mơ anh hay. Ừ. Một là mèo đỏ, hai là mèo tím. Anh em ơi tôi đề nghị tất cả anh em quay lưng hay lại đi. Quay lưng hay lại cho tôi. Quay hay lại. Quay hay lại. Quay lưng hay lại. Không nhìn này. Quay lưng lại anh hay. Quay hết lưng lại. Vũ quay lưng lại. Quay lưng lại. Quay lưng lại. Rồi. Bây giờ tôi mới ăn vàng được chứ. Vì ai muốn thắng nè. Ai mới quay vậy?
Ai quay lại, quay lại. Quay lại, Vũ quay lại. Đơn giản quá rồi. Ơi, anh em ngồi im. Tổng số 5. Hiển nó sửa. Không không được, Hiển sửa. Hiển sửa. Hiển sửa. Hiển sửa. Không phải quay mà. Hiển sửa. Bàn lại mời sửa. Từ từ, anh em đứng im để tôi chỉ cho, tôi chỉnh một chút. Đừng nói toàn mỏ nha. Rồi, toàn số xanh. Tính tiếp đó. Kẹo. Toàn đây. Toàn toàn đây, trạm đây. Toàn đây, toàn đây. Toàn nào đó. Toàn đây. Đúng số đây không? Đúng. Toàn đây, trạm đây. Tôi đây. Không, không có cục chai là của toàn. Đây. Cái là của toàn thấy anh hai đây. Chứ bây giờ quay mấy chạy ù đứng lại liền vậy. Có mấy quay kia. Ờ, hả? Chứ có mấy quay đứng. À, đứng đâu đó, nó đứng lại cho nó quay. Lắm vừa đưa. Toàn là một số đem hai, nếu mà toàn số đổ thì Vũ số đem bắt đầu. Ờ, lụm tiền không? Trời ơi, số là một. Khỏe không? Khỏe. Khỏe người. Cái gì, cái gì? Cái gì? Anh sáu lần khóc cái gì trời? Trời ơi, làm đỡ trước mấy con thôi. Thôi anh em ăn đi chứ tôi đếm vỗ trước là gì? Thôi, trạm đằng năm có hả? Tôi đếm vỗ. Ok, hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười bảy con. Trạm mười bảy con, mười bảy gió. Ai hết đếm nước. Ngon. Đã. Thôi hôm nay thì anh em mình không có bằng thưởng thì cũng như một bữa ăn cho nó đã. Còn cái vụ mà còn cái vụ mà toàn thắng hay không thắng nào, cái vòng cuối nó hơi bị mờ ám á, anh em về coi lại clip rồi biết nha. Coi lại clip rồi tính sao. Ví dụ mình trao bằng thưởng mà nếu mà trật thì có thể là trả lại cho người khác. Trước tiên là uống một hốc trước rồi. Không mà nó coi mà coi lại thử công nghệ qua rồi chắc kỹ không. Tôi trước mét rồi mình làm cái trước mét anh hai sao mà. Xem chung lại cấp 2 cho anh hai. Không được. Chẳng lẽ nó kêu nó không có tiền sao, không được không? Không. Mình chơi cái gì lớn chắc mình phải nói chuyện nó em út rồi nó mới không, nẻ chơi cái gì đó chắc cái một chơi mà mờ mờ nhạt nhạt. Ừ. Mà tô kêu ai đâu? Mờ quá toàn luôn á. Toàn hai tô nè. Quá. Sói nó cũng ngoan kìa. Hồng quá mà. Lòng bữa bưu đã. Giòn. Quá ngon. Trong bữa bưu đây ăn vừa ăn. Bữa này ngâm cả. Không có tô mà không có nhỏ nữa. Quá dữ, đâu bao dữ khỏi quá ngọt không chê vào đâu được. Ba giờ mình đang dèm lại cuối cùng hết không? Bốn dèm á? À giờ thứ bốn, thì ba giờ mình đang dèm lại nghỉ. Vậy sao tí dèm cái đâu? Cái giải. Hết chưa? Để móc luôn. Đây cũng nhiều quá. Thành bây giờ mấy con vậy? Giờ này số 4, 16 con. Quá dữ, quá dữ. Toàn có dục ốc ở đâu rồi, hết trơn rồi ta. Toàn là ăn bỏ ở đâu rồi ta. Toàn nó có bao nhiêu quận đâu mà. Em bao quần ăn. Còn đầu tiên không à. Tôi chơi nguyên son mà ông chơi lâu quá. Còn được mấy con á. Em dục vỏ ở đây nha bạn. Dục vỏ đâu? Dục vỏ ở đây nè. Ừ. Hiệu quá rồi, hiệu quả rồi. Trời mày nút luôn cái gai luôn đó em. Hả? Gai bỏ là đi đâu mất tiêu rồi. Rẽ ra Hiển, rẽ ra. Đó. Ốc ngọt kìa. Em đếm được không? Ừ. Ốc đây vào sáng anh em mình ngâm cũng kỹ mà. Ngâm 4 tiếng màu. Mấy bữa đâu? Bữa nào mình làm ngâm bữa qua giờ rồi sáng ngâm ớt mà. Ngâm với sữa với trứng gà ăn ngon. À. Để bữa nào nghiên cứu các ốc bạch khoái ăn thử ra sao, thấy con vẻ hấp dẫn á. Ốc đây là bỏ sữa vô với gì vô nó. Gà. Gà. Bữa mấy nè. Nó không chết nè. Bỏ nó hút quá. Không cho ngọt không? Ừ. Còn bé đem ốc chơi. Đem vô. Xem chưa? Cái theo cho anh gió tôi mượn đếm vô luôn. Đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Vũ 2 làm luôn. Vũ 2 bạn không? 2. Hơn chẳng 10 con. 4. 6. 8. Có 10 con. 20 con. Vũ đang là gian đầu. Còn 2 người nữa nha. Còn Thanh với Hòn nữa. Đại to quá. Mình đem trước được không? Đem được không? 1.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ba mấy con 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 con. Con còn mấy gì? Toàn mấy con? 38. Có 8 con cái này tính chưa? Tính con. Tính luôn 38. 38 con. Cũng toàn trong đầu nó có 5 con mà nó ăn kiểu gì vậy? Lợi lợi ngược gì không? Cấp cho nhân á. Cấp double 20 con đó. Cái phần cuối nè. Không nhân rồi, phải đếm đi. Thôi đếm gì nữa. Rồi đếm luôn cho thử biết con mấy con luôn chứ. Không được. Hôm nay Vũ là 2 mấy? 2. 2 bé. Có 2 mấy con này chú Hải lụm bộ mấy con vỗ bên nữa. 8. 10. 12. Chú Hải cố tình chặt toàn đen qua giờ toàn đen nhiều quá. 18. 20. Dễ mà vẫn nhảy này. 24. 26. Rồi đếm bao nhiêu chương 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. 50. 52 con nha. 52 mà chia cho 2 còn 26 con nha anh em. 26 con hả? 26 con nha anh em. Ốc vô sao đeo bỏ nó giờ nó ra bụng nè. Sao uống hút nó phỉ à? Đó, nó hộp vô bệnh đó. Không sao. Anh em ơi, hôm nay thì anh em mình cũng làm món ốc bươu đen à. Lâu lâu làm món xào là lớp ăn ngon, trời lạnh ăn ngon. Còn còn hôm nay thì thấy không? Hôm nay phần thưởng là 500k về cho toàn nha. Một cú giảm cá an toàn nha. Và trước cuộc thi này thì anh Hải nói là nếu toàn dương trạng mà thắng trận này á thì anh Hải anh sẽ mua một lốc vừa hút 6 lon cho mỗi em 1 lon. Còn nếu mà anh Hải thắng thì toàn dương trạng phải mua cho mấy anh em uống. Okay, và bây giờ anh Hải đã thua rồi. Ok. Mời anh Hải làm đúng nhiệm vụ. Thôi, anh chưa gọi sao? Chào anh em, cảm ơn anh bao nhiêu. Thì vọng chứ là tôi đi mua hút đường sao á. Để thì tôi có anh Hải tôi lấy cái quần ginh anh Hải tôi giữ lại. Có đâu.